Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến vlog của tụi mình ngày hôm nay. Tại vlog này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề tại sao nên du học Mỹ ở bậc trung học phổ thông các bạn nhé. Mỹ được xem là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất trên thế giới. Môi trường học tập tại Mỹ rất là năng động và cởi mở. Vậy đâu là thời điểm thích hợp nhất để du học Mỹ? Thì câu trả lời phụ thuộc vào điều kiện bản thân và gia đình của các bạn. Nhưng tại sao xem xét việc du học Mỹ từ bậc trung học phổ thông, hiểu được cái sự khó khăn đó, thì hôm nay tại chương trình vlog ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chị Xuân Anh để tìm hiểu thêm về chủ đề này các bạn nhé. Thì mở đầu vlog ngày hôm nay đó là một câu hỏi của một phụ huynh tên Cương. Anh đã đặt câu hỏi rằng: thì chào anh chị, hiện tôi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh và con tôi tên là Chi, vừa hoàn thành xong chương trình lớp 10. Tôi nghe nhiều người nói thì nên cho con đi du học Mỹ từ một trung học phổ thông thì sẽ có nhiều lợi ích. Anh chị có thể chia sẻ thêm một chút số thông tin về lý do tại sao mà nên cho con em mình đi du học Mỹ bậc trung học phổ thông được không? Xin chào anh Cường, thì cảm ơn câu hỏi của anh đã gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Thì du học Mỹ từ bậc trung học phổ thông có rất là nhiều lợi thế. Thứ nhất là em sẽ dễ dàng nhận được vào đại học. Thì việc học cấp 3 tại Mỹ sẽ giúp cho con đường học lên đại học của học sinh nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều so với lại việc học cấp 3 tại Việt Nam. Bởi các chương trình đào tạo ở trường cấp 3 của Mỹ thì được các trường đại học Mỹ đánh giá cao hơn và được công nhận chất lượng. Thì chính vì vậy mà cái việc du học cấp 3 tại Mỹ sẽ giúp cho sinh viên quốc tế có được nền tảng cũng như là những cái bước chuẩn bị tốt nhất về mặt kiến thức lẫn đời sống trước khi hòa nhập vào giai đoạn sinh viên bậc cao đẳng và đại học. Thì bên cạnh đó, khi mà học lên cấp bậc cao hơn, các trường đại học Mỹ thường sẽ quan tâm tới các kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa như là câu lạc bộ thể thao, rồi tổ chức sinh viên, những cái hoạt động từ thiện. Vì thế mà cái việc học trong cái môi trường năng động, khi quyết định du học cấp 3 tại Mỹ thì học sinh sớm có được cái cơ hội để mà trang bị cho mình những cái kỹ năng cần thiết mà các bậc học cao đẳng hoặc là đại học nó yêu cầu. Và cái thứ hai nữa là về cái cơ hội có được học bổng sẽ cao hơn. Thì nếu mà học sinh lựa chọn du học tại Mỹ sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam thì khó có thể xin được học bổng hoặc là vay hỗ trợ từ chính phủ do chi phí đắt đỏ tại các trường của Mỹ. Tuy nhiên, với một cái tấm bằng trung học phổ thông, nếu mà du học cấp 3 tại Mỹ thì học sinh có thể tự do chọn trường đại học của bất cứ quốc gia nào mà học sinh muốn, như là Anh, Mỹ, Úc, Canada, và còn có thể xin được học bổng cũng như là vay hỗ trợ cho học phí từ quỹ khuyến học của chính phủ. Và thứ ba là dễ dàng định cư. Thì với những cái học sinh mà sớm du học cấp 3 tại Mỹ thì cái thời gian mà lưu trú ở Mỹ càng lâu, cho nên là học sinh sẽ càng dễ định cư tại Mỹ hơn nếu mà bạn có ý định đó. Thì nước Mỹ luôn rộng tay với những ai mà có mong muốn ở lại sau nhiều năm học tập. Đây, cảm ơn sự chia sẻ của chị Xuân Anh. Thì tiếp theo chương trình ngày hôm nay đó là câu hỏi của bạn Hoàng Nam, hiện đang học lớp 9. Bạn hỏi rằng: chào anh chị, hiện em đang muốn sang bang California tại Mỹ du học tiếp vào lớp 10, nhưng em đang đắn đo là có nên đi du học sớm hay không, hay là phải đợi hoàn thành chương trình lớp 12 rồi mới đi. Thì qua chương trình ngày hôm nay, anh chị có thể chia sẻ hoặc là tư vấn cho em về vấn đề con đường học vấn của trường các trường trung học phổ thông tại Mỹ được không? Cảm ơn anh chị ạ. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn Nam, và cũng cảm ơn Nam đã tham gia cái buổi trò chuyện về tại sao nên du học Mỹ tại bậc trung học phổ thông ngày hôm nay. Đối với lại kế hoạch du học trung học tại Mỹ thì được hiểu năm nay như sau: học sinh bắt đầu học ở Mỹ từ lớp 11 thì cái kế hoạch học tập sẽ gồm là em đã hoàn thành chương trình lớp 10 và sẽ qua học lớp 11, 12 tại Mỹ, sau đó sẽ chuyển tiếp vào cao đẳng hoặc là đại học. Thì vẫn có một cái hướng khác cho em là em sẽ hoàn thành xong lớp 10 và sẽ học chương trình cao đẳng cộng đồng tại Mỹ, sau đó sẽ chuyển tiếp vào đại học. Thì đối với lại học sinh Việt Nam thì cái việc bắt đầu từ lớp 10 tại Mỹ là rất là phù hợp, tại vì học sinh đã tốt nghiệp sẽ chắc chắn có bằng high school. Thì đây là cái điều kiện đầu tiên của hầu hết tất cả các trường đại học ở Mỹ khi mà xét tuyển. Thì học 2 năm ở bậc phổ thông trung học cũng giúp cho học sinh khá nhiều trong cái việc làm quen với lại cái môi trường cũng như là về cái phương pháp học tập. Thì không những thế, trong cái thời gian học tập thì học sinh có cơ hội được tìm hiểu, thậm chí là được đến thăm các trường đại học mà mình muốn học trong tương lai. Đồng thời thì có thể làm quen chuẩn bị một bộ hồ sơ xin hỗ trợ tài chính cũng như là học bổng cho cái khóa học đại học. Thì tuy nhiên là vì học sinh phải trả chi phí khá là đắt đỏ, có thể là từ 40 cho đến 50 ngàn đô một năm học,
Còn nếu mà học qua cao đẳng cộng đồng thì chi phí sẽ giảm và nó chỉ khoảng tầm từ 14 cho đến 15 ngàn đô một năm. Thì học sinh mà bắt đầu học ở Mỹ từ lớp 12 thì cái kế hoạch học tập của em sẽ là em đã hoàn thành lớp 12 tại Việt Nam và sau đó em sẽ tiếp tục cái chương trình lớp 12 tại Mỹ, nó sẽ gây khó khăn cho mình hơn. Thì ngoài ra mình còn có một hướng nữa là em đã hoàn thành chương trình lớp 12 và sau đó chuyển tiếp vào cao đẳng cộng đồng, sau đó sẽ chuyển tiếp vào đại học. Thì đối với lại các học sinh Việt Nam thì việc bắt đầu học lớp 12 tại Mỹ thì nó sẽ có những cái hạn chế nhất định, như là sẽ có nhiều trường ở Mỹ sẽ không cấp bằng high school hay là còn gọi là cái bằng tốt nghiệp cho học sinh nếu chỉ học trong vòng 1 năm, và nếu không được cấp cái bằng high school này thì sẽ bất lợi hơn nếu mà muốn xin vào các trường đại học, vì hầu hết là tất cả các trường đại học ở Mỹ thì nó sẽ không xét tuyển học sinh mà không có bằng high school. Thì cảm ơn sự chia sẻ của chị Xuân Anh. Hiện nay thì có rất là nhiều bạn học sinh sinh viên Việt Nam muốn đi du học Mỹ. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều bạn đã gửi câu hỏi. Thì câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Phương Linh. Bạn hỏi rằng: em chào anh chị, em vừa học xong lớp 10 và điểm trung bình cả năm của em là 7,5. Em muốn sang bang Texas du học tại Mỹ. Hiện nay thì gia đình em có người thân sống ở đây. Thì trong cái buổi trò chuyện về chủ đề tại sao nên du học Mỹ bằng trung học phổ thông thì chị có thể cho em biết về cái điều kiện để du học Mỹ được không? Em cảm ơn chị. Thì xin chào bạn Phương Linh. Thì để đáp ứng đủ cái điều kiện để du học Mỹ thì bạn cần phải có một cái kế hoạch học tập rõ ràng và chứng minh được bạn thực sự muốn đi du học Mỹ. Thì viên chức lãnh sự Mỹ sẽ xem xét cái kết quả học tập của bạn ở Việt Nam và cái kế hoạch học tập sắp tới của bạn tại Mỹ để biết được cái ý định đi du học của bạn là thực sự hay không. Thì bạn phải sẵn sàng trả lời với viên chức lãnh sự những cái câu hỏi như là lý do bạn chọn trường đại học, rồi chuyên ngành mà bạn dự định học của bạn là gì và kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của bạn như thế nào. Thì cái việc này nó nhằm đảm bảo cái việc là bạn thực sự đến Mỹ để du học chứ không phải là vì một cái mục đích nào khác. Thì chứng minh được bạn có đủ cái năng lực tài chính cho việc theo học tại Mỹ hay không, thì việc bạn có đủ khả năng tài chính để chi trả cho việc học cũng như là sinh hoạt ở Hoa Kỳ thì có thể là từ cái nguồn học bổng của cá nhân hoặc là của một cái gia đình tài trợ cho bạn, thì chính phủ Mỹ cần phải đảm bảo chắc chắn rằng là bạn sẽ không bỏ học giữa chừng và đi làm bất hợp pháp. Thì nếu bạn được gia đình hoặc một cá nhân nào đó tài trợ thì bạn phải chứng minh rằng là cái người tài trợ cho bạn có đầy đủ khả năng có thể chi trả cho cái việc học và ăn ở của bạn, thì cơ hội của bạn sẽ cao hơn nếu mà cha mẹ của bạn tài trợ cho cái việc học này. Còn nếu là một người khác không phải là cha mẹ thì bạn cần phải giải thích lý do vì sao mà cái người này muốn tài trợ cho mình đi du học. Thì đi du học Mỹ cũng là một cái kế hoạch lâu dài và tốn kém, thì yêu cầu rất là nhiều những cái khoản chi phí rất là cao so với lại cái thu nhập bình quân hiện nay tại Việt Nam. Do đó mà học sinh cần phải chứng minh được cái khả năng tài chính của gia đình và có thể chi trả được cho cái việc học của mình trong suốt cái thời gian mà em học tập tại Mỹ. Thì nếu cái việc mà chứng minh này hợp lý thì Tổng lãnh sự quán Mỹ và các nước khác sẽ tin rằng là bạn sẽ không bỏ học giữa chừng để đi làm ở nước ngoài vì một cái lý do là gia đình bạn tại Việt Nam không có khả năng chi trả cho bạn, như nhiều trường hợp trước đây đã từng xảy ra tại nước của họ. Vì vậy mà cái việc đầu tiên cần chứng minh là cái số tiền tích lũy hiện có của cha mẹ bạn trong tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng. Thì với cái sổ tiết kiệm này sẽ chứng minh được cho viên chức lãnh sự quán rằng là cha mẹ bạn thực sự là đã chuẩn bị trước cho cái kế hoạch học tập của bạn và có khả năng chi trả cho các khoản chi phí ban đầu của bạn. Cảm ơn sự chia sẻ của chị Xuân Anh. Thì câu hỏi của bạn Phương Linh vừa rồi cũng đã kết thúc vlog của tụi mình ngày hôm nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về bí quyết đậu visa du học Mỹ, xin E20 phỏng vấn du học Mỹ, thông tin học phí và điều kiện du học tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học hoặc là thủ tục chứng minh tài chính, hãy liên hệ ngay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể gọi ngay qua hotline 02838484879 hoặc 0989006890. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội. Còn bây giờ mình và Xuân Anh xin chào và hẹn gặp lại.